để xem có chịu đau được không, được không? Đừng nặng đi. Xinh đẹp rồi không? Con hỏi Hương ơi, như có lòng như bỏ kìm ta cái cọt rồi nó đứng tại chỗ thôi. Chứ em chưa bị che chị ơi. Bác sĩ thịt để mà níu da ba mạng cho ăn. Mình tự ăn chứ rằng đó là làm cho rất tiền để mua cho hết. Đè trên nỗi đau của họ sướng nhanh hơn. Một triệu lượt xem chị. Hướng ơi, vô chia sẻ đi sướng rồi. Thank you.
hôm đó mới lại. Từ từ thôi. Chị đeo bao tay cũng cản rồi.